Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay lại với channel của My. Và hôm nay thì My có hứng làm make up, nên là My sẽ làm một video dưỡng da và make up dành cho học sinh sinh viên. Và tất cả các sản phẩm My sử dụng trong video này đều có giá tiền rất là phải chăng, nên là mọi người hãy đón xem video của My nha. Và như thường lệ thì tất cả các link sản phẩm đều sẽ được My để ở dưới description box cho mọi người. Để bắt đầu với video ngày hôm nay thì bước đầu tiên của My sẽ là dưỡng môi. Khác với những dưỡng môi khác là nó sẽ bị bóng á, thì cái dưỡng môi này cái chất của nó là màu như thế này nè. Nó giống như là kem dưỡng á, nó màu giống như kem dưỡng. Và khi mà các bạn xoa thì nó lại đổi thành màu trong suốt và nó tệt vào cái môi luôn. Và như thế này nó sẽ fill up, nó sẽ làm đầy những cái rãnh cười của các bạn hay là những cái đường nứt. Và nó rất là mềm và nó còn dưỡng cho môi, nó không bị thâm nữa, nên mình rất là thích. Về phần skincare thì cái sản phẩm mà mình sẽ recommend các bạn nhiều nhất đó chính là dưỡng ẩm và kem chống nắng. Thì trong dưỡng ẩm thì có hai sản phẩm, đó chính là nước toner, nước cân bằng độ pH, và dưỡng ẩm, đây là cream. Đây là nước hoa hồng của Mamont. Thì mọi người cũng biết là nước hoa hồng rất là quan trọng để làm cân bằng độ pH cho da và cấp ẩm ngược lại cho da mình sau khi đã rửa mặt. Thì buổi sáng thì mình chỉ rửa mặt bằng nước thôi, sau đó mình sẽ apply nước hoa hồng. Và cái này thì làm từ 100% từ Damask Rose, thơm mùi tự nhiên, nó không phải thơm mùi mà các bạn bỏ những cái chất tạo mùi vào đâu, nó rất là nhẹ nhàng. Dù nó là dạng nước, nó là dạng lỏng, nhưng mà nó cũng hơi đặc hơn nước một xíu. Lúc mà các bạn nhỏ ra thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ nhỏ chậm hơn những loại nước hoa hồng khác mà chỉ có thành phần chính là nước thôi. Nó sẽ ẩm hơn rất là nhiều. Tiếp theo đó thì mình sẽ sử dụng Blue Chamomile Soothing Repair Cream. Cái này thì nói chung là tất cả những sản phẩm của Mamont thì mình thấy rất là an tâm, tại vì nó phù hợp cho da nhạy cảm. Và nó được, nói chung là nó được sản xuất tại Hàn Quốc nên là sẽ phù hợp cho những người châu Á. Texture của dưỡng ẩm này là sự kết hợp giữa cream và gel, do đó rất mỏng nhẹ và cung cấp đủ độ ẩm cho da. Ngoài ra thì thiết kế có hình hạt đậu rất hay, vì mình sẽ biết lấy lượng kem như thế nào là phù hợp với da mình. Và điều mình thích cuối cùng đó là vì kem nằm trong tuyết nên sẽ khó bị oxy hóa hơn và sử dụng dễ dàng hơn. Nếu mà các bạn sử dụng cái này vào buổi sáng là sẽ thích nhất, tại vì nó sẽ khô trong vòng 30 giây. Những cái kem dưỡng ẩm thì sẽ có vài kem dưỡng ẩm các bạn phải để tầm 5 phút thì nó mới set in, hoặc là có những kem dưỡng ẩm nó sẽ dính và nó sẽ không có khô ngay. Đây là một kem chống nắng của Lagoon. Thời mới đầu mình cũng không có expect gì nhiều từ một hãng mỹ phẩm mà cũng ít người biết tới, nhưng mà sau khi sử dụng thì mình mê, kinh khủng mê. Nó không có để lại vết trắng là điều quan trọng nhất. Và thứ hai là giá thì phù hợp với túi tiền và không dính một xíu nào hết. Nó là dạng gel. Thì cái này là SPF 50 cộng BA3 cộng. Và mọi người lưu ý là những cái mà còn dính dính thì các bạn nhớ bôi ở trên cái miếng mắt này nha. Cái này mà My yêu thích hiện giờ là của Mixa. Cái này thì chắc là nhiều bạn cũng biết rồi, cái này là một hãng rất là nổi tiếng và phù hợp cho học sinh sinh viên. Đối với cushion thì My chỉ sử dụng cushion vào những vùng bị đỏ và bọng mắt để lớp nền không bị quá dày. Sau đó thì My sẽ đến với phần mắt để cushion có thời gian tệt vào da. Bước đầu tiên với phần mắt thì My sẽ đánh toàn bộ bầu mắt với màu má hồng của Innisfree màu số 14. Đó, My sẽ dùng màu Lovely Bunch của bản Going Coconut của Colourpop để tán màu hồng lúc nãy. Và sau đó mình sẽ dùng màu Palm Reader của bản Going Coconut luôn để đánh vào phần góc mắt trên và dưới. Đây là màu trắng kim tuyến sáng nhất của bản. Và cũng cùng một bảng màu, mình sẽ dùng màu Nudie, màu nâu đậm nhất của bản để đánh phần eyeliner bằng phấn trước, đánh sát mí mắt nhất có thể. Và mình sẽ bấm mi và trải mascara. Mascara hôm nay mình sử dụng là Lash Paradise của L'Oreal. Đây là cây mascara mà mình thích nhất, thích hơn những cái loại mà high-end luôn. Trong khi đợi cái mascara này khô thì mình sẽ quay trở lại bước nền phấn phủ ngày hôm nay. Mình sử dụng là No Sebum Powder của Innisfree và Mentos Edition. Mình chỉ đánh những cái phần nào mình bị đổ dầu, như là dưới mắt nè, ở hai cái bên mũi và vùng trán, nhưng mà vùng trán ở phía trên này thôi. Sau khi đã đánh hồng xong rồi thì mình sẽ quay trở lại phần eyeliner. Thì eyeliner mình sẽ vẫn sẽ sử dụng Dolly Wing màu nâu. Đối với những bạn học sinh sinh viên thì mình nghĩ là màu nâu là cái màu phù hợp nhất cho mọi người. Và các bạn đã thấy là cái lông mi của mình nó đen như thế này đúng không? Mình sẽ đi theo cái đường lông mi và mình chỉ vuốt nhẹ lên.
mà mọi người không uống mi trước á thì vẽ eyeliner sẽ rất là khó, nên là cái tip của mi là mọi người nên uống mi trước và chải mascara trước, sau đó đợi mascara khô thì kẻ eyeliner nó siêu dễ luôn. Tại mọi người sẽ thấy cái đường mi của mình như thế nào, và mọi người cứ cần chạy theo cái đường mi đó thôi. Và khi mà đã xong eyeliner rồi thì mi sẽ tới phần môi son. Nhưng màu này của mi là màu số 4 hoặc là số 5 gì đó, nên nó mất cái gai rồi, nhưng mi sẽ cố gắng tìm. Nó hơi hồng, nó kiểu hồng san hô á. Là son sau khi đánh một lớp. Và mi sẽ sử dụng cái tint này. Đây là Lucky Tint của Vivia. Như các bạn cũng thấy là sau khi đã hoàn thành cả gương mặt, nhưng mà mi đã không có kẻ chân mày, vì mi là đã điêu khắc cái chân mày của mi rồi. Nhưng mà mi sẽ recommend cái sản phẩm này của NYX cho mọi người. Đây là màu ash brown, mi sẽ để ở dưới description box cho mọi người. Như các bạn đã biết thì ở đầu video mi có sử dụng cái sản phẩm Blue Chamomile để dưỡng ẩm cho da, thì đây là cái sản phẩm mới nhất của Mamont. Và để launching sản phẩm này thì Mamont có rất là nhiều những ưu đãi ở trên Lazada, và mình sẽ kể cho các bạn nghe những ưu đãi mà Mamont có nha. Và khi mà các bạn mua cái sản phẩm kem này, kem dưỡng phục hồi và làm dịu cho da nhạy cảm Blue Chamomile, thì các bạn sẽ được tặng một sữa rửa mặt Mamont Micro Deep Cleansing Foam và hai tinh chất Red Energy Recover Serum. Khi mà các bạn mua một sản phẩm chamomile này thôi thì các bạn có rất là nhiều những mini size để đi du lịch. Mi rất là thích cái sản phẩm này, vì mi sử dụng lên da thì da mi cấp ẩm rất là nhanh, khô nhanh, dịu nhanh và không làm kích ứng da, và giá cũng rất là ok nữa. Nói chung là về giá cả thì cái chai này thì chắc chắn là sẽ ở trong cái range của drugstore rất là vừa phải chăng với lại với tiền của học sinh. Tuy nhiên thì cái lọ kem dưỡng này thì nó sẽ hơi mắc hơn một tí xíu, vì cái thành phần của nó cũng đặc biệt hơn và nó cũng sẽ sử dụng cho da nhạy cảm nữa. Nên là kể cả các bạn là da mụn hoặc là da mụn nhạy cảm như da mi thì cũng sẽ sử dụng những cái sản phẩm như thế này, thì các bạn sẽ phải chi nhiều hơn một xíu thôi. Và mình nghĩ là đối với những sản phẩm dưỡng da rất là quan trọng như vậy thì nếu mà mình cố gắng chi thêm thì cũng không sao hết. Với nước hoa hồng Mamont thì các bạn cũng sẽ có quà tặng khi mua trên Lazada nữa, và tặng đó chính là 3 gói sữa rửa mặt Mamont Cleansing Foam và 2 gói kem dưỡng ẩm phục hồi. Nếu mà các bạn không chắc chắn là mình sẽ phù hợp với cái kem này thì mọi người có thể thử nước hoa hồng với giá tiền rất là ok này. Và sau đó là các bạn có thể thử cái sample mà nó được tặng kèm với Mamont, là hai cái bịch kem nhỏ, để thử coi cái kem này nó có phù hợp với các bạn không trước khi mà các bạn bỏ ra một cái khoản tiền lớn. Và tuy nhiên thì nếu mà mua như vậy thì các bạn sẽ không có được quà tặng, nhưng mà không sao hết, tại vì cái này giá tiền nó cũng hơi cao so với học sinh sinh viên, nên là nếu mà mình chắc ăn là mình phù hợp với sản phẩm thì mình hãy mua nha. Cảm ơn mọi người đã đón xem hết video, và hẹn mọi người trong video kỳ sau nha. Bye bye.